Còn tại Kuwait, nước cũng vừa phải hứng chịu vụ tấn công liều chết kinh hoàng tại thủ đô Kuwait City, khiến 27 người thiệt mạng. Bộ nội vụ nước này xác nhận kẻ đánh bom liều chết là một công dân Ả Rập Xê Út. Thông báo của Bộ Nội vụ Kuwait ngày 28 tháng 6 cho biết, kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết là một công dân Ả Rập Xê Út có tên là Abdul Mohsen al -Kaba. Tên này nhập cảnh qua sân bay Kuwait vào sáng sớm ngày 26 tháng 6, tức ngay trong ngày thực hiện vụ tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Kuwait đã bắt giữ một lái xe, người đã đưa thủ phạm al tới địa điểm tấn công. Chủ ngôi nhà nơi al từng lưu lại cũng đã bị bắt và được Bộ Nội vụ Kuwait mô tả là người có tư tưởng lệch lạc và cực đoan. Một điểm đáng chú ý là cho tới nay, hầu hết các đối tượng có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu bị Kuwait bắt giữ đều rất trẻ từ 26 đến 27 tuổi. Trước đó, một nhóm tự xưng tỉnh Nayit hoạt động tại Ả Rập Xê Út và có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cho biết một thành viên của nhóm này là Abu Suleiman Amuahid đã tiến hành vụ đánh bom vì cho rằng ngôi đền truyền giáo lý của người Hồi giáo dòng Shia cho người Hồi giáo dòng Sunni. Thời gian gần đây, nhóm này cũng thừa nhận tiến hành nhiều vụ đánh bom tương tự vào các ngôi đền của người CIA ở Ả Rập Xê Út. Vụ tấn công hôm 26 tháng 6 là vụ tấn công liều chết kinh hoàng nhất trong lịch sử của nhằm vào các đền thờ CIA. Vụ tấn công xảy ra khi khoảng 2.000 người đang cầu nguyện bên trong đền trong tháng lễ ăn kiêng Ramadan. Vụ tấn công cũng làm trụ sở bộ nội vụ nằm sát vách đền bị hư hại. Hiện người CIA ở Kuwait chiếm khoảng 1 phần 3 trong số 1,3 triệu người bản địa. Ngay sau khi...